Con chào đi, con chào mọi người đi. Con chào mọi người đi. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi. Đây, chào Bin Bin nhá, chào mọi người nhá. Hôm nay cả nhà đi ra siêu thị Go chờ các cháu đi chơi mọi người. Chúc tất cả anh em, chị em, bạn bè, các cháu trên fanpage của Tiết Em Định nhé. Một buổi tối thật nhiều là vui, hạnh phúc. Con về đi, con thả tim đi, con thả tim đi. Con thả tim đi. Thả tim đi. Dì Trang ấy, dì Trang ấy. Kem kem. Bỏ cái khẩu trang lên trường rồi. Như cả trốn lợ, trông như trốn lợ. Trông vợ Tiên này như cả trốn lợ. Chào Bùi Quang Tiến nhé. Đây là vợ chồng Thế Điền với dì Trang này, em Sao này. Đưa các cháu đi siêu thị Go ở Lâm Định. Đưa các cháu đi, đi chơi. Chào Chu Huy nhé. Chị Bồng này. Cháu chào cô chú nhé. Chú chào Bùi Quang Tuyến nhé. Chú cảm ơn cháu. Chúc cháu và gia đình nhiều là vui hạnh phúc nhé. Chọn đi, chọn đi, chọn đi. Thằng bé nhất thì đúng vào, thằng bé nhất đúng vào. Thank you mọi người nhé. Cho Hà Trần nhé. Thì Trang này trông như của Kiều, trông như của Việt Kiều luôn. Trông như Việt Kiều luôn. Các cháu mình hôm nay tiểu đoàn mọi người ạ, tiểu đoàn mười mấy cháu luôn, nhà Tế Điền lắm cháu lắm, mười mấy cháu luôn mọi người ạ. Chào Hòa Đại Nhân nhé, sắp Tết sớm thế bạn. Ok bạn ơi, hôm nay đưa các cháu đi siêu thị chơi bạn ạ, chứ không phải đi sắm Tết. Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn bạn Hòa Đại Nhân. Mình chúc bạn và gia đình nhiều là vui hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Đây mọi người, đây đưa các cháu đi mọi người bạn ạ. Đây, đưa các cháu đi. Các cháu đây. Sao đây? Thôi. Đấy. Đấy. Hai vợ chồng này, dì Sao này, dì Trang này, đưa các cháu đi, nhà mình các cháu đông lắm, mười mấy cháu luôn. Em chào anh Mạc Lâm Cường nhá. Ok bạn Hòa Đại Nhân, em chào anh Mạc Lâm Cường, chúc anh buổi tối vui vẻ. Anh Mạc Lâm Cường. Em chào anh nhá. Chú cho cô cháu gái nào giới thiệu cho cháu một cô kha kha. Ok Bùi Quang Tiến nhá. Buồng trưởng Hà không đi cùng hả anh? Có Hoàng Hoàng Thực đây mà. Đấy, buồng trưởng ấy lét luôn. Chào Quang Linh nhá, chào Tuyến Phạm. Buồng trưởng như cái giờ ngày nãy mà không đi thì mệt luôn, Tế Điên này đột bộ lại bó gối cục pha rồi. Ok em chào anh Mạc Lâm Cường, chào. Vâng, em chào anh Mạc Lâm Cường nha. Chúc anh vui vẻ, hạnh phúc. Chào Quang Quý nhá. Thế nên chào Tuyến Phạm. Chú đây, chú qua, chú hai. Chào nhận đoàn đoàn thị nhé. Đây thế thì có hai cháu đây, đây cháu này đấy, bỏ con bỏ khẩu trang ra đấy đấy, cháu thân cháu lớn đấy. Chào anh, cảm ơn Quang Linh nhé, cảm ơn em hôm nay cho quẫy đi sinh hoạt sớm thế chú. Ok Văn Thìn Phạm nhé, chú cảm ơn cháu.